Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2002. Chúng ta đang ở tại sân trường trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay chúng ta học kinh đầu của trường kinh bộ. Đó là kinh Brahmajala Sutta, tức là kinh Phạm Võng. Cái chữ Brahma nó có nghĩa là cao quý, và chữ Jala nó có nghĩa là cái lưới cao quý. Kinh này có một kinh tương đương ở trong Hán Tạng. Đó là kinh Phạm Động. Thay vì để Phạm Võng, Võng tức là lưới, thì kinh này lấy tên là kinh Phạm Động. Và đó là kinh 21 của Bộ trưởng A Hàm. Và chúng ta biết là kinh này, cái ký hiệu của nó là Digha Nikaya 1. Cái chữ D nó có nghĩa là Digha. Digha tức là dài, Digha Nikaya là trường bộ. Chữ D này là trường bộ. Trường bộ, kinh số 1 của trường bộ. Trong khi đó thì kinh Phạm Động ở trong Hán Tạng thì được gọi là ký hiệu T21. Đây tức là tai số, tức là trường 21. Tai số nó là kinh số 1, đại chánh 1. Trường 21. Đại chánh số 1 tức là trường hàm kinh số 21. Thường chúng ta gọi là trường bộ kinh. Nhưng mà như vậy nó không có trúng cái văn phạm lắm, cho nên chúng ta nên sửa là trường kinh bộ. Thì nó đúng hơn. Là cái bộ này là gồm có những cái kinh dài, gọi là trường kinh. Thành ra trường kinh bộ, nó hay hơn, nó đúng hơn là trường bộ kinh. Cũng như là trung bộ kinh không đúng lắm, đây là trung kinh bộ. Trung kinh tức là những cái kinh thuộc về hàng vừa vừa. Còn trường kinh là những cái kinh thuộc về hàng dài. Trường kinh bộ hay là trung kinh bộ. Trong thánh kinh đó, thì cũng có hình ảnh cái lưới, và những cái người đệ tử của Chúa Giêsu đó, Chúa Kitô đó, những người đệ tử đầu có nhiều người làm nghề chài lưới. Và khi mà Chúa Kitô
bảo họ bỏ cái nghề chài lưới đi để đi đi tu, thì Ngài nói rằng là quý vị đừng có đánh lưới cá nữa, hãy đi theo tôi để đánh lưới người. Tức là để vớt người lên thay vì là vớt cá lên. Vì vậy cho nên là trong Thánh Kinh cũng có cái hình ảnh của lưới, lưới cá. Nhưng mà trong đạo Bụt thì không phải là đánh cá người, đánh vớt người, mà cái lưới này là để tóm thâu tất cả những cái chú thuyết của thế gian. Thì trong thế gian nó có rất nhiều chú thuyết, và có thể thâu tóm lại bằng con số 62 chú thuyết chính. Và khi mà Đức Thế Tôn quăng cái lưới của Ngài ra thì Ngài tóm thâu hết tất cả những cái chú thuyết thế gian, nó được liệt kê trong 62 cái kiến, cái chú thuyết, và không có chú thuyết nào chạy ra khỏi cái lưới của Đức Thế Tôn. Vì vậy cho nên phạm võng, tức là cái lưới cao quý, nó tóm thâu hết tất cả các chú thuyết, không có chú thuyết nào thoát ra khỏi cái lưới của Đức Thế Tôn. Vì vậy cho nên gọi là Brahmasala, nghĩa là cái lưới cao quý. Và đạo lý của Đức Thế Tôn không phải là một chú thuyết, không phải là chú thuyết thứ 63 để thay thế cho 62 chú thuyết kia. Trên phạm võng nó xảy ra, câu chuyện nó xảy ra như thế này. Có một hôm đó giáo đoàn của Bụt đang đi thiền hành tới một cái địa điểm nào đó. Thì phía sau họ là có hai thầy trò. Ông thầy thì nói xấu giáo đoàn của Bụt ghê lắm. Và người học trò thì lại bênh. Thế bây giờ cũng vậy. Giáo đoàn của mình cũng có nhiều người nói xấu, cũng có nhiều người bên giống hệt như là ngày xưa. Thầy trò họ là thầy trò của một phái tu khổ hạnh, ông thầy tên là Thiền Niệm. Supiya. Và người học trò, người đệ tử tên là Phạm Ma Đạt. Brahmadatta. Trong khi các thầy đi phía trước, thì các thầy nghe hai thầy trò nói chuyện với nhau rần rần phía sau, tại vì các thầy vừa đi thì không có được nói chuyện, cho nên các thầy chỉ thở thôi và nghe. Ai cũng nghe hai thầy trò nhà họ nói vang vang phía sau. Thầy thì nói xấu hết, là hết điều, nói xấu giáo đoàn buộc hết điều, và học trò thì lại bên vực. Thì khi mà họ tới giáo đoàn của buộc tới nơi rồi thì các thầy mới đưa cái vấn đề đó ra, những cái gì đã nghe hai thầy trò kia nói, bạch lại với Bụt. Bụt nói rằng
kệ họ, họ nói xấu thì mình cũng đừng buồn, họ nói họ khen ngợi thì mình cũng đừng có vui. Tại vì buồn vui theo cái chỉ sự khen chê đó, nó sẽ không có ích lợi cho sự tu học của mình. Buộc dạy như vậy, họ khen mình đừng có mừng, mà họ chê mình đừng có rầu. Thì khi mà mình vượt thoát hai cái đó rồi thì mình mới có tự do. Và Bụt có nói rằng những cái mà họ khen mình chưa chắc là đã là những cái hay của mình. Tại vì họ chỉ thấy một cái sơ sài thôi. Và những cái mà họ chê mình tức là họ cũng không thấy rõ ràng những cái sự thật của mình. Và vì vậy cho nên cái khen và cái chê họ nó tùy thuộc vào cái nhận thức của họ thôi. Và tự mình phải biết cái gì là cái hay của mình, cái hay thật của mình. Bụt nói tới giới, tới định, tới tuệ, tới cách tu học của mình. Và cuối cùng Bụt nói rằng có những cái rất là sâu thẳm mà người ta không có thấy được. Và Bụt nói tới 62 cái chú thuyết của đường thời. Có những cái chú thuyết, chú trương rằng cái từ ngã và cái thế giới nó là thường tại. Có những cái chú thuyết nói là không có cái sự thường tại, nó chỉ có sự đoạn diệt. Và như vậy có tới 62 chủ thuyết lớn. Nhưng Thế Tôn nói rằng nhìn vào quá khứ, người ta có thể có nhiều cái kiến chấp về thường tại, gọi là thường chấp chấp thường. Có bốn cái kiến chấp về thường, có bốn kiến chấp về vừa thường và đoạn. Liên hệ tới quá khứ, người ta có bốn kiến chấp về thường và bốn kiến chấp về thường và đoạn. Bốn kiến chấp về thế giới là hữu biên, hay vô biên, bốn kiến chấp lắc léo tức là nói tánh, bốn kiến chấp về rắc rối kỳ bí. Và hai kiến chấp về vô nhân, tức là không có nguyên nhân. Rồi nói về tương lai á, thì nó có những cái kiến chấp khác. Ví dụ như 16 cái kiến chấp cho là sau khi chết nó còn tri giác hay là không còn tri giác. 8 kiến chấp là không còn tri giác sau khi chết. Nó có những cái lý thuyết như vậy và liệt kê khai ra nó có tới 62 cái kiến chấp như vậy, 62 cái chủ thuyết như vậy. Thành ra trong kinh này chúng ta có một cái bản liệt kê 62 cái chủ thuyết đương thời, đọc qua cho nó biết. Và cái ý của kinh đó là Bụt đã tóm thâu tất cả các chủ thuyết đó vào trong một cái lưới của Ngài, gọi là Phạm Vọng. Trong một cái kinh khác thuộc về Trung Kinh Bộ, có một vị cư sĩ tên là Chất Đa.
Ông này rất là ưa học hỏi Phật Pháp. Ông ta rất là thích cúng dường các thầy, cúng dường trai tăng cho các thầy. Cái tên của ông ta là Chất Đa, Chất Ra là cái tâm đó. Và có một bữa đó ông mời một số các vị thượng tọa tới để cúng dường. Và sau khi cúng dường cơm nước rồi thì ông có hỏi về 62 cái kiến chấp đương thời đó. Thường, đoạn, có tri giác sau khi chết hay là không còn tri giác sau khi chết. Ông hỏi những cái câu hỏi có tính cách triết học như vậy và các thượng tọa không ai trả lời hết. Có thể là các thượng tọa lớn tuổi đó họ thấy đặt những câu hỏi có vẻ lý thuyết như vậy nó không có ích lợi cho nên họ không trả lời. Hoặc giả là họ không có được học nhiều về phương diện lý thuyết, thành ra họ chỉ học về cái sự tu tập thôi cho nên họ không có trả lời. Và ông cư sĩ Chất Đa đó nó hỏi tới 3 lần mà các thầy không có trả lời. Thành ra trong đó có một cái thầy trẻ tên là thầy Isidatta. Thầy cũng mới tu mấy năm thôi nhưng mà thầy rất là thông minh. Thầy nói bạch các thượng tọa cho phép con trả lời câu hỏi này của ông Chất Đa được hay không? Thì các thượng tọa nói thầy muốn trả lời thầy cứ trả lời đi. Và thầy trả lời rất hay. Thầy nói rằng là khi mà mình tất cả 62 cái chủ thuyết đó nó ra đời là tại vì tất cả đều căn cứ vào trên một cái ý niệm về ngã chấp. Sakkaya Ditthi tức là ngã chấp, ngã kiến. Nếu mà chúng ta thoát được cái ngã kiến đó, tức là cái thấy về ngã, người có cái ngã, thì tự nhiên 62 cái luồng chấp đó nó sẽ tan rã và mình không có bị kẹt vào một trong những cái chủ thức đó nữa. Mình cũng trả lời rất là hay. Tại vì sự thực là khi mà mình chấp thường á, là mình chấp có cái gì nó tồn tại là eternity. Và khi mình chấp đoạn là mình chấp cái gọi là annihilation. Tức là không còn, không có gì hết. Đoạn diệt. Thường tại và đoạn diệt là hai cái thái cực. Chấp thường hay là chấp đoạn, hai cái chấp đó nó đều căn cứ trên cái ý niệm về cái thấy về ngã. Tại vì mình có một cái thấy về ngã cho nên mình mới đặt vấn đề là cái ngã đó nó thường hay là nó đoạn. Nó là vĩnh hằng hay là nó đoạn diệt. Nhưng mà nếu mà không có cái kiến chấp về ngã, không có cái ngã kiến thì cái gì là thường, cái gì là đoạn. Phải có một cái đó thì mình mới gọi cái đó là thường hay là đoạn. Mà nếu cái đó không có thì cái vấn đề nó đoạn hay là thường không phải là vấn đề nữa. Ví dụ mình nói là cái đó nó đỏ hay là nó vàng, là mình cứ tranh luận nhau không biết là cái đó là đỏ hay vàng, nhưng mà vấn đề là có cái đó hay không thì mới nói là nó đỏ hay là nó vàng được, có phải như vậy không? Vì vậy cho nên nếu mà cái ngã không có, nó chỉ là ý niệm của mình thôi, thì mình không thể nói nó là thường hay là đoạn. Cái ngã và cái thế giới cái Atma và cái Loka nó là thường hay là đoạn. Mình công nhận là có ngã và có cái thế giới, cho đó cho nên mình mới nghĩ rằng cái ngã đó hay là cái thế gian đó là thường
hay là thông thường, là đoạn hay là không đoạn mà thôi. Và vì vậy cho nên cái căn bản, cái trái tim của cái sự thiền tập, nó làm thế nào để thấy được rằng cái mình gọi là cái ngã đó nó không có mặt. Thì tự nhiên những cái chấp kia là mình thoát ra khỏi. Tôi nhớ là cái hồi đi Trung Quốc vừa rồi đó, thầy trò có cái cơ hội ghé lại Quảng Châu để đi thăm cái mộ của Triệu Việt Vương, là vua nước Nam Việt, cách đây là mấy ngàn năm. Thì cái mộ của Triệu Việt Vương á, người ta mới khai quật cách đây là chừng mười mấy năm, rất là mới. Và nhờ những cái kỹ thuật khai quật mới cho nên họ đã phục hồi được những cái rất là xưa, rất là cũ, gần 2.000 năm. 2.000 mấy trăm năm. Thì người ta đã phục hồi một cái phần nào đó của cái hình hài, những cái xương cốt của vua Triệu Việt Vương. Người ta cũng khám phá ra được những cái dụng cụ mà vua thường dùng, ví dụ như cái ấn của vua, hay những cái dụng cụ mà vua dùng trong đời sống hàng ngày. Người ta cũng khám phá ra rằng là có một cái vị ngự y, tức là thầy thuốc của vua, đã được chôn sống với vua để có thể đi theo vua về cõi bên kia mà săn sóc cho vua về phương diện sức khỏe. Người ta cũng khám phá rằng là có một cô cung nữ đã được chôn sống với vua để đi theo vua sang bên kia để mà hầu hạ vua. Và có rất là nhiều ngọc châu báu được chôn theo vua. Khi mình nhìn những cái đó, mình thấy trong lòng rất là thương cảm. Mình không những thương cảm cho vị người y của vua đã bị chôn sống với vua, mình thương cảm cho cái người cung nữ đã bị chôn sống với vua để về bên kia hầu hạ cho vua, mà mình thương cảm vua tại vì vua bị kẹt vào trong cái ý niệm gọi là ý niệm thường còn. Sau khi mình chết thì mình vẫn còn y trang như vậy, và mình đi qua cái thế giới khác. Sự dĩ mà mình muốn đem theo những cái gì mình cần, hay là sự dĩ mình muốn đem theo những cái người mà mình thương á, là tại mình nghĩ rằng mình là tồn tại. Sau khi chết mình vẫn còn y nguyên. Và vì vậy cho nên mình mới muốn đem theo những cái đó. Còn nếu mình thoát ra khỏi cái ý niệm thường á, thì mình đâu có làm những cái việc như vậy nữa. Mình sẽ không có đòi hỏi phải đem theo một ông thầy thuốc, mình phải đem theo một người cung nữ để mà phục vụ cho mình. Mình sẽ không gây ra những đau khổ cho chính mình và cho những người khác. Và mình là những người đệ tử có buộc đã đạt tới cái thấy vô ngã rồi, không có cái eternity rồi, thì là mình thoát ra một trong những chú thuyết, và mình sẽ không có làm cái lầm lỡ của vua Triệu Việt Vương. Và đó là cái niềm tin của những người của thời đại đó. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là mình kẹt vào trong cái chữ thuyết đối lập lại là chú thuyết đoạn. Tức là chết rồi thì không còn gì nữa. Tin rằng chết rồi mình còn vẫn y nguyên là con người của mình, đó là chấp thường. Nhưng mà mình tin rằng chết rồi là không còn, hoàn toàn không còn gì nữa, thì mình lại rơi vào cái thái cực thứ hai là thái cực đoạn. Thì cũng gây đau khổ cho mình và cho những người xung quanh mình như thế. Vì vậy cho nên cái con đường thiền quán là cái con đường đi sâu vào trong cái thực tại để thoát ra khỏi hai cái ý niệm về thường và về mặt. Thì mình không đau khổ và mình không gây ra những đau khổ cho người khác. Bây giờ các nhà khoa học á, các nhà khoa học hình như là họ không có bị kẹt vào cái chấp thường, nhưng mà họ đang bị kẹt vào cái chấp đoạn. Họ nghĩ rằng sau khi họ chết rồi thì không còn gì nữa hết. Và vì vậy cho nên họ cũng gây đau khổ cho chính họ và gây đau khổ cho nhân loại tại vì cái chấp đoạn của họ. Và trong cái thấy của họ, cái tinh thần khoa học nó không có được cao cho lắm.
Bởi vì vậy cho nên cái giáo lý về vô thường và vô ngã của Đức Thế Tôn rất quan trọng. Năm ngoái, trong khi tôi giảng cho các thầy và các sư cô ở chùa Vân Môn á, thì tôi có đem ra một cái đàn cầy, tôi vẽ cái đàn cầy và tôi có hỏi, tôi nói rằng quý vị hãy thành thực trả lời cho tôi câu hỏi này. Nghĩ sao thì nói vậy, chứ đừng có nói dối, đừng có bị những cái mình học hỏi nó làm cho mình không có thành thực với mình. Tôi hỏi rằng khi mà cái cái đèn cây này nó cháy tới đây, nó hết sáp rồi và nó tắt, thì quý vị có tin rằng cái ngọn đèn cây nó tiếp tục hay không, nó có một cái gì sau tiếp nối ngọn đèn cây hay không? Nghĩa là sau khi mình sống với năm cái uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà tới cái chỗ này á, giống như là hết xăng, hết dầu, mà cái ngọn đèn thân thể của mình nó tắt, thì quý vị có nghĩ rằng sẽ có một sự tiếp nối trong kiếp sau hay không? Hãy trả lời cho tôi một cách rất là trung thực. Quý vị có tưởng tượng được là sau cái đèn cầy này nó có cái đèn cầy mới để mà tiếp nối hay không? Thì có rất nhiều thầy đưa tay ra nói không, không có. Tức là nó sau khi chết mình không còn gì nữa hết, không có sự tiếp nối. Mà như vậy thì nó ngược lại với là cái tín ngưỡng của mình là sau khi chết mình đầu thai lại, mình đi luân hồi. Cái câu hỏi của mình thường hỏi là sau khi chết, sau khi sát thân này tiêu hoại thì tôi sẽ đi về đâu? Phải có một cái tôi nó mới đi về đâu chứ. Nếu không có cái tôi thì làm sao, thì đâu có cần đặt với cái chuyện đi về đâu nữa. Thì các nhà khoa học bây giờ đó, họ nói là họ rất là khoa học, nhưng thì thực họ cũng rơi vào đoạn kiến như thế. Họ không có rơi vào thường kiến. Họ có thể không rơi vào thường kiến, nhưng mà họ có thể rơi vào đoạn kiến. Họ không có tin rằng sau khi cái sát thân tan hoại này mình tiếp tục mình sống dưới một hình thức khác. Trong khi đó thì họ biết rất là rõ là khi mà đám mây nó biến thành mưa thì tuy là không còn đám mây nữa, nhưng mà nó còn mưa. Mà họ không có thấy được cái điều đó. Và họ rơi vào cái đoạn kiến, là cái annihilation. Tôi mới chỉ cho các thầy như vậy này. Mình đừng có đặt cái vấn đề là sau khi chết mình đi về đâu. Đặt như vậy nó có thể bị lừa. Mình đặt cái câu hỏi ngược lại, nó rõ ràng hơn là trong khi mình đang sống đây, mình đang đi về đâu? Trong giây phút hiện tại mình đang đi về đâu? Đặt được câu hỏi như vậy và tìm cách trả lời câu hỏi đó, thì cái đèn cầy đây nó tượng trưng, nó đại diện cho mình. Tại vì trong khi cái đèn cầy nó đang sống thì nó đang đi. Cái đèn cầy này nó tỏa chiếu ánh sáng ra xung quanh, nó tỏa chiếu cái hơi ấm ra xung quanh. Hơi ấm và ánh sáng là hai cái mà đèn cầy nó phát ra, có phải như vậy không? Trong mỗi giây phút của đời sống nó, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta với cái hợp thể ngũ uẩn là chúng ta đang đi, chúng ta đang phát ra. Chúng ta đang phát ra bằng ba hướng, tức là những tư tưởng của chúng ta, những cái lời nói của chúng ta và những cái hành động của chúng ta, gọi là nghiệp, tạm nghiệp. Không có giây phút nào mà cái đèn cầy nó không có gửi đi cái ánh sáng và cái sức nóng của nó. Thì không có giây phút nào mà chúng ta không có gửi đi cái nghiệp của chúng ta, tức là thân, khẩu và ý, có phải vậy không? Và cái mà gửi đi thì nó có ảnh hưởng
ở bên kia và nó ảnh hưởng tới mình. Cũng như là khi mà cái đàn cầy này nó gửi ánh sáng và sức nóng ra đi, thì cái ánh sáng sức nóng đó, nó có ảnh hưởng trên cái chiều hướng đi, và nó cũng có ảnh hưởng về về cái đàn cầy. Nó có ảnh hưởng cả hai phía, phía này và phía kia. Đây là nẻo đi nẻo về, vừa đi vừa về. Ví dụ như là cái sức nóng của cái ngọn lửa này á, nó làm cho tan những cái sáp ở đây. Sáp ở đây nó trở thành nước, cái tim đèn nó mới hút lên được, có phải như vậy không? Bởi vì vậy cho nên chính cái đèn này nó thừa hưởng cái sức nóng của nó, và nó thừa hưởng cái ánh sáng nó, tại vì trong khi cái đèn nó soi sáng cho sự vật xung quanh, nó cũng soi sáng cho chính cái đèn. Mình thấy cái đèn đó nó còn bao nhiêu, nó lớn hay nó nhỏ, màu đỏ hay là màu trắng, phải như vậy không? Vì vậy cho nên cái đèn này bằng ánh sáng và sức nóng của nó ảnh hưởng lên trên cái khung cảnh gọi là y báo của nó, và nó ảnh hưởng lên trên cái tự thân và là chân báo của nó. Thì cái nghiệp của mình cũng vậy, thân khẩu ý nghiệp phóng ra và nó ảnh hưởng trở lại mình. Nếu mình quán giác kỹ thì mình thấy ảnh hưởng của thân khẩu ý nghiệp của mình ở trên mình, nhưng mà mình chưa thấy được những cái ảnh hưởng của cái thân khẩu ý nghiệp của mình ở trên cái hoàn cảnh. Ví dụ như khi mà mình la mắng chửi rủa con của mình, thì cái tham sân si của mình á, cái sân si của mình á, nó là năng lượng đi ra, nó gây những tàn hại trên con của mình, và nó trở về nó gây tàn hại trên con người của mình. Và vì vậy cho nên đó là sự tiếp nối của mình, mình phải thấy cái điều đó. Mà cái đó nó sẽ kéo dài, nó không có mất đi được, không có cái gì mất đi hết. Và mình là cái gì? Mình chính là những cái đó. Mình chính là cái nghiệp của mình. Mà cái nghiệp của mình nó không phải là chỉ ở đây. Cũng như là trong cái đời sống của nó, trong cái khoảng thời gian tồn tại của nó, cái đèn cầy đó nó tạo ra cái ánh sáng và cái sức nóng, và ánh sáng và sức nóng nó đi vào trong vũ trụ, thì cái đèn đó nó tiếp tục dưới cái hình thức của ánh sáng và sức nóng. Mình phải thấy được cái sự tiếp nối của cái đèn đó dưới những cái tướng khác, mà đừng có đi tìm cái đèn dưới cái tướng của cái đèn. Cũng như là khi mà đám mây nó trở thành mưa rồi, thì mình đừng có đi tìm đám mây dưới cái hình tướng của đám mây nữa. Mình phải đi tìm đám mây dưới những hình tướng khác, như là tuyết, hay như là mưa, hay là như nước đá. Mà như vậy thì mình có rơi vào đoạn được. Mình không có rơi vào thường, nhưng mà mình không có rơi vào đoạn. Có những cái nhân á, nó đi ra rất là xa, và phải một thời gian sau nó mới đi về. Có những cái nhân làm ra thì chịu ảnh hưởng liền lập tức. Có những cái nhân gây ra thì sau đó 2-3 năm mình mới thấy có kết quả. Kết quả về phía dưới, tức là nó đi về chiều này. Cái đó có nghĩa là rien ne se perd, không có cái gì mất hết. Và trong đời sống hàng ngày, cái thân khẩu ý nghiệp của mình nó luôn luôn nó tạo tác. Và hễ có sự tạo tác thì có cái kết quả của sự tạo tác. Dù mình không có thấy cái tướng của cái đàn cầy nữa, thì cái bản chất của cái đàn cầy nó vẫn còn đâu đó dưới những hình thái khác. Và vì vậy cho nên mình không có rơi vào cái thấy gọi là cái thấy đoạn diệt. Ví dụ như có một cái hành động nó đi ra tới đây và nó trở về cho cái đèn này, cho cái đèn này tới chỗ này, thì nó mới chịu ảnh hưởng. Chúng ta có cái câu gọi là cha ăn mặn á, đến đời con mới khắc nước. Cha ăn mặn thì con khắc nước. Những cái động tác của cha mà con phải làm đủ. Tại vì sao? Tại vì con cũng là sự tiếp nối của cha. Có những cái hành động mà mình không thấy kết quả bây giờ, nhưng mà sau này chắc chắn là sẽ có kết quả ngay tại đây và kết quả ở những nơi khác. Có những hành động rất là tốt mà mình chưa thấy kết quả, nhưng mà mình vẫn làm, tại mình biết chắc rằng nó sẽ kết quả tốt
nơi mình và xung quanh mình, nơi con cháu mình. Có những hành động xấu, nó sẽ không có kết quả bây giờ, nhưng mà nó sẽ có kết quả tương lai. Và mình là một vị Bồ Tát, thì mình đừng bao giờ làm cái hành động đó. Tại mình biết rằng sớm muộn gì cái kết quả đó cũng trở về với mình, trở về với con cháu mình, trở về với cái hoàn cảnh của mình. Thì cái hành động này nó đi ra, nó ảnh hưởng tại đây và nó trở về mình. Nó có hai chiều, cái nghiệp nó có hai chiều. Có những hành động nó xa hơn là nó trở về đây. Có những cái hành động đi xa hơn nữa, nó trở về đây. Khi mà nó trở về đây á, thì mình có thấy tướng cái này nữa, nhưng mà mình vẫn thấy được cái sự tiếp tục của nó dưới những hình thức khác. Thì tất cả những cái mà trở về đây á, nó sẽ tạo ra một cái gì đây mà mình không có thấy được. Nó tuy không có giống cái này, nhưng mà nó không phải là không có. Bởi vì cho nên nói là khoa học, nhưng mà các nhà khoa học cũng không có được khoa học lắm, tại vì họ không có cái nhìn gọi là hình, cái nhìn vô tướng. Cái nhìn vô tướng. Vì vậy cho nên cái tinh hoa của cái kinh Phạm Động là chỗ là khi mà mình không có sự quán chiếu, sử dụng cái giáo lý vô thường và vô ngã, thì mình sẽ bị kẹt vào trong một trong 62 cái chủ thuyết kia. Và mình sẽ đau khổ, và mình sẽ làm cho thế giới đau khổ là tại vì cái kẹt của mình, cái hành động của mình. Mình sẽ chấp thường hay là chấp đoạn, chấp hữu biên hay là vô biên, chấp có hay là chấp không. Trong khi đó, nhờ cái khai thị của Bụt mà mình quán chiếu, mình thoát ra được những cái ý niệm như là thường, như là đoạn. Mình thực chứng được Niết Bàn. Niết Bàn là sự vắng mặt của tất cả các chủ thuyết, các ý niệm. Và vì vậy cho nên mình thấy được cái sự thật trong cái tự thân của nó. Và vì vậy cho nên mình được giải thoát, và mình không có gây đau khổ cho chính mình và đau khổ cho những người khác. Vì vậy cho nên quý vị có cái cơ hội có thể đọc lại kinh Phạm Động để thấy rõ ràng rằng là thế gian nó bị kẹt vào những chú thuyết. Và khi mà bị kẹt vào những chú thuyết đó, thì là mình gây đau khổ cho mình và gây đau khổ cho người. Còn những người tu tập theo cái phương pháp xuất thế gian đó, thì sẽ vượt thoát tất cả những chú thuyết khác, sẽ đạt tới cái tự do, cái an lạc, không có làm đau khổ cho mình và không làm đau khổ cho người. Và cái đó là cái nhất, rất là sâu kín, rất là huyền diệu, mà những người khen mình hay là chê mình đều chưa có thể trông thấy được. Đều không có thể trông thấy được. Đó là cái tinh hoa của kinh Phạm Động. Cái hồi mà tôi cùng các thầy, các sư cô đi thăm mộ của Triệu Việt Vương, người tôi có cảm xúc khá nhiều, có lòng thương khá nhiều. Tại vì thấy rằng là khi mình bị kẹt vào một cái thấy, một cái chủ thuyết, một cái kiến chấp, thì mình bị ràng buộc rất là rõ ràng. Và mình rất là sung sướng được làm một người đệ tử của Đức Thế Tôn. Mình không có bị kẹt vào cái thấy thường cũng như về cái thế đoạn. Cho nên mình không có những đau khổ của vua Triều Vật Vương, và mình không có tạo ra những cái đau khổ của người khác như là vua Triều Vật Vương đã tạo. Thành ra mình là người rất may mắn. Và đó là cái quý giá nhất mà người tu cần phải tìm tới. Sự giải thoát cho chính mình, sự giải thoát cho chính mình ra khỏi những cái chủ thuyết, những cái kiến chấp, mà chỉ có thiền quán, sự học hỏi và thiền quán mới giúp cho mình làm được việc đó mà thôi.